Yo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube nhỏ bé này của mình. Và nếu các bạn chưa biết thì mình là Cam. Và nếu các bạn biết rồi thì mình vẫn là Cam. Và đây là kênh YouTube của mình. Ok, và có lẽ đây sẽ là video đầu tiên mình đăng trên kênh YouTube này. Và rất mong nhận được sự ủng hộ các bạn để mình có thể làm thêm những video vui vẻ tiếp theo. Và video này sẽ là một ngày chủ nhật đẹp trời. Thật ra là sẽ không đẹp trời lắm đâu, bởi vì Hà Nội hiện tại đang lại bùng một đợt dịch nữa rồi. Và hôm nay là ngày 31 tháng 1 dương lịch, mới có thêm một ca nữa ở Cầu Giấy. Không phải một ca, một vài ca. Sáng nay mình mới xem xong thì cũng khá là căng thẳng, nên là bất kỳ bạn ở đâu thì ra đường hãy cứ khẩu trang và nước rửa tay, đấy là hai thứ không thể thiếu được nhá. Ok, và hôm nay bọn mình có một buổi offline nho nhỏ của anh em team Hà Nội, bởi vì là dịch giãn thế này sẽ không thể nào đông đủ được tất cả mọi người, nên là không sao. Ý định của mình lúc đầu là để quay với tất cả mọi người sẽ đông và vui hơn rất nhiều, nhưng dịch giã thế này thì đấy là điều khá là khó khăn, nên là thôi anh em vẫn sẽ đến và mình sẽ vẫn quay một cái vlog nho nhỏ cho các bạn xem là một hôm bọn mình đi off như thế nào. Đúng ra thì buổi off này rất là vui, sẽ có cả team anh em Sài Gòn và team anh em Hà Nội sẽ gặp nhau qua FaceTime nữa, nhưng mà Sài Gòn có vẻ căng hơn Hà Nội khá là nhiều, nên là bên trong Sài Gòn đã phải nghỉ rồi, nên là bọn mình ở ngoài này cố gắng on một cái họp nhỏ nhỏ gọi là tổng kết cuối năm. Ok, vậy là việc đầu tiên cần làm bây giờ chính là chuẩn bị đồ đạc. Hôm nay là họp team Transformer nha, và chuẩn bị đồ đạc để xem hôm nay mình sẽ mang cái gì đi họp. Ok, bây giờ thì soạn đồ thôi. Ok, và đây là tủ Transformer của mình, cũng không có gì nhiều đâu, mình cũng mới chơi trong khoảng mấy tháng thôi. Và bình thường ấy, bọn mình đi họp sẽ phải mang đồ chơi đi, và cách mà mình hay dùng để tránh cho những em trên của mình bị xước, chắc chắn là chúng ta sẽ không thể mang hết tận đống hộp cho tất cả những em ở đây rồi. À không, thật ra là mình cũng không định mang tất cả đi đâu, nhưng ý mình là chúng ta sẽ không thể mà mang hộp đi vì nó rất là cồng kềnh. Thì đây đây là giải pháp của mình, một túi bao thực phẩm dạng túi. Ok, và nó sẽ chống xước khá là tốt, không thể chống sóc được rồi, chúng ta sẽ có thể để chống cặp nhưng mà nó sẽ chống xước khá là tốt đấy. Để xem là hôm nay mình sẽ mang những gì đi nhỉ. Có thể là em op này có BMB, một em MPP10, chắc chắn không thể thiếu được em op Energon rồi, và có lẽ là thêm em Netflix. Ok, vậy thì bây giờ đóng gói đồ đạc thôi nhở. Tình của mình sau một hồi cố gắng nhồi nhét thì mình mới không thể nhét được em BMB này vào, nên chắc đành để em nó ở nhà thôi, không thể mang được 4 con này, mang 3 con như vậy không sao. Và có hai thứ không thể thiếu được khi bạn ra đời những ngày này, đầu tiên là khẩu trang và thứ hai đấy là nước sát khuẩn tay. Ok, nước sát khuẩn tay thì mình khá thích Lifebuoy. Giờ thì lên đồ và chuẩn bị đi rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
online giữa team Hà Nội và team Sài Gòn thông qua màn hình máy tính. Anh em Sài Gòn đi đâu hết rồi? Còn mỗi chủ tịch full này, full lao công và hơn chủ tịch. Lương lao công này cao hơn cả lương chủ tịch. Review không kịp với tốc độ về hàng của Hưng. Ngày làm 2 clip mà không kịp tốc độ về hàng và chất lượng. Ngày lại về với chủ hộ. Còn MMC, các thứ hết bay. Hôm nay đi mục đích không phải chụp ảnh. Hello anh em. Mặt nạ. Hết xinh. Cái này ra đường không biết có chống được Covid không? Khả năng cao là không. Này mỗi lần về mà rửa mặt nạ bằng thuốc sát khuẩn cũng tốn tiền phết. À, đẹp phết anh ạ. Đây tôi có con thằng em thiết nhựa. Con bì Nam U. Anh thơm. Ba thì nó lại thơm nữa đây, anh em rất là đông. Rất là vui. Nhưng mà thực ra cái nhựa yên sợ thì nó đỡ độc. May là còn dịch giã rồi đấy. Không là chắc là sẽ đông nữa. Không còn đông nữa đấy. Ngày hôm nay là dịch rồi. Thực ra thì Tết vui. Vì Tết chẳng có việc hỏi vì làm. Đồ nhà nắm trở. Thời gian này là hợp lý anh ạ. Trong Tết cũng được. Trong Tết thì được. Mùng 2, mùng 3 ấy. Ngôi nhà làm gì đâu. Tầm mùng 2, mùng 3 là chúng ta sẽ mang hàng đến để anh em mua đầu năm. Mua hàng hơn đúng không? Đúng rồi. Lại vui luôn. Một là trước Tết, hai là ra Tết là xả rất nhiều. Giá Tết xả nữa là tha hồ tiền đấy. Nói chung nơi đang thay quả đầu cho em ba Nam U. Đẹp nhỉ? Nhưng mà cũng ổn, nhưng mà tôi thích cái mặt nạ này đấy. Mặt nạ chất lượng phết. Ngắn nguyên lên vào đây cũng chả sao đâu. Đen với nhau. Đây có một em Optimus nữa. Giả vờ làm gãy để mua. Cái này rất là khó tìm. Không được, ta ra linh tinh. Em phải có chiếc. Ký đọc đây. Công thầm mạch ký đọc. Black out. Cực kỳ to. À, sau hôm nay Trung nhỉ? Sau mai là của anh Trung nhỉ? Sau mai thì tủ của mình có thêm một con siêu tộc khổng lồ nữa. Sau chúng ta mình có thêm một ốp Enerzone thôi. À thế à? Bộ là nó chưa là bộ. Vứt hết, dẹp cái đam mê đi. Nào dẹp cái đam mê đi nào Trung. Trung, em có muốn dẹp đam mê đi không em? Em không hề muốn dẹp đam mê của em. Đấy đúng rồi, thế em nói gì với vợ em nào? Nói đi nào. Bạn Trung phở bò có vẻ khá nóng. Đây là các thanh niên đang thái chanh. Thái chanh bằng mẹ quả. Đây là chanh á? Đây là chanh á? Đây là quất. Thái chanh, mày thái đi. Rồi bắt giờ cho nó đứt. Trời. Anh em Sài Gòn nhá. Anh em Sài Gòn vẫn thông qua cái màn hình nhỏ. Đồ rốt kích người anh. Quả trực thăng xấu dã man ra. Thanh niên chủ tịch có cả con. Thế mà vác ông chê rồi. Nhưng mà dạng ô tô của con đấy đúng là bánh xe trong người. Ok. Hay anh chúc đi anh. Chúc mọi người sang năm nhất. Thứ nhất là công việc mạnh khỏe, thứ có thật nhiều tiền để mua xe. Ok. Giấu được vợ. Cái này dở này. Không có vui con nào sáng năm để tổ chức những buổi này tiếp. Ok. 2 3 0 2 3 0 2 3 1. Hết. Ok, vậy là mình đã đi off về một buổi off. Với mình thì nó khá là vui, mặc dù mọi người hơi ngại ngùng nhau một chút, hầu như đều là những người chưa từng gặp nhau bao giờ. Thế nên là mình không thể nào quay được quá nhiều cảnh anh em thể chuyện với nhau, chỉ có mình và thằng Trung phở bò ấy. Thì anh em đã thân thiết rồi thì ngồi nói chuyện rồi trêu nhau một tí thôi. Ok, sau khi đi học về lại có quà chứ. Khá là vui, một em móc khóa Optimus Armada. Mình fan off mà, gõ là mình thích rồi. Ok, vậy thì chắc là mình sẽ kết thúc video này tại đây thôi.
Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau và những chuyến đi chơi khác của mình, có thể là đi vui đâu đấy, quanh Hà Nội chẳng hạn, hoặc là đi tìm những quán ăn ngon hoặc là những cửa hàng đồ chơi vui vẻ. Ok, vậy thì kết thúc video đây nhá. Bye.